nhiều đã dành tặng cho tất cả quý vị, dành tặng cho tất cả chúng ta, dành tặng cho Chú Rể Cậu Dâu một ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên, ca khúc Ca Dao Và Em Và Tôi, một ca khúc rất bất hủ. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và trước khi chúng ta nói lời chia tay chương trình đặc biệt trong bữa tiệc ngày hôm nay, thì một ca khúc cuối cùng dành tặng cho tất cả quý vị là một sáng tác của nhạc sĩ An Biệt Thu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Nhớ Nhau Hoài.